Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem những cái hoa thực dược ngoại mình trồng. Đối với thực dược thì trồng về cái tầm tháng 5, tháng 6 này nó phát triển rất là chậm các bạn nhé. Đây là những cái cây hoa thực dược ngoại mình trồng các bạn này. Thời gian vừa rồi nó có gặp một chút mưa các bạn. Nó lên rất là chậm. Mùa này bọ trĩ nó rất là nhiều các bạn. Cây mầm mọc rất là nhiều nhưng mà phát triển rất là chậm. Bởi vì cái thời tiết thời gian này nó nóng hơn cái thời gian trước các bạn. Mầm đang mọc này các bạn này, rất là nhiều này. Nhưng mà nó phát triển hơi bị chậm. Chúng ta trồng vào tháng 3, tháng 4 thì nó phát triển nhanh hơn. Mùa này là nó hay bị thối củ lắm các bạn. Vì là nhiệt độ nó thường cộng với mưa nhiều ngày nên là cây phát triển rất là kém. Với lại sau khi mọc lên là bọ trĩ là hay hại những cái mầm này. Khi mọc lên là bọ trĩ nó thích hút nên là nó phát triển rất là chậm. Mình trồng một luống đây các bạn này. Một luống rất là dài. Vẫn là chưa trồng hết đâu. Nhưng mà phải nói là trồng vài cái mùa này là phát triển rất là chậm. Thời gian trước mình trồng thì nó lên nhanh hơn. Thời gian này cây mọc được thì nó nên nó gặp nhiệt độ cao. Cây nó già lắm các bạn. Nó không lon như là cái hồi tháng 3, tháng 4 mình trồng. Hồi tháng 3, tháng 4 mình trồng thì những cái mầm nó mọc lên nó rất là non. Chỗ này hôm trước mưa mấy ngày trời các bạn, mình không che đậy được, che hết cả đất này. Cỏ đang mọc ở đây các bạn, lấy ít chấu này rắc lên cho nó mà mình chưa rắc được các bạn. Đây các bạn là làm cái vòm như mình này, bạn che cho nó này. Nhưng mà thời tiết mà nắng thì các bạn là dùng cái lưới đen các bạn là che trên. Đây thì mình vẫn chưa che lưới đen các bạn. Những cái chùm này còn chưa cả mọc rồi này các bạn này. Trồng cũng lâu rồi đây. Bây giờ mới bắt đầu có chút mầm ở dưới gốc này. Thời tiết nó nóng các bạn. Nó mát như cái tháng 3, tháng 4 thì nó mọc nhanh lắm. Đây mầm đây các bạn này, đang nhú rất là nhiều. Bây giờ trời nó mát mẻ cho độ tuần thì nó lên sẽ rất là đẹp. Nhưng mà thời tiết nó vẫn thời tiết đợt này nó hơi nóng các bạn. Nhiều củ khéo còn thối chứ không phải. À, có mầm đây các bạn. Mình cứ tưởng thối mình định nhổ lên thì đang mọc mầm ở gốc. Đang ra mầm rất là nhiều. Chắc là khoảng độ tuần nữa thì nó mới bật hết lên được các bạn. Chỗ này mình trồng sau. Nhiều hôm quên cái ly lông cái đậy cả ngày. Thời tiết nó nóng, nó hấp hơi các bạn. Cái ly lông này nếu mà không mưa thì các bạn phải co nó lên. Thế nếu mà đậy cả ngày là nó hấp hơi, nó nóng, nó ảnh hưởng đến cái củ ở dưới. Mình thì đôi hôm mình quên, mình không co cái ly lông. Một thời gian nữa chắc là sẽ đẹp thôi các bạn. Mình trồng cái thực dược ngoại này hơi muộn. Nhưng mà trồng trước tầm tháng 4 thì giờ tốt lắm rồi các bạn. Củ thì nó rất là già nhưng mà cái thời tiết nó nóng thì nó mọc rất là chậm. Chưa kịp. Chỗ này mình vừa mới trồng chưa mọc đây các bạn.
Đây mầm đây các bạn này. Trồng hoa thực dược ngoại này nó cũng như hoa thực dược nội mình thôi, cũng không khó đâu các bạn. Nhưng mà cái thời điểm mình trồng là quan trọng nhất, là nhiệt độ nó mát mẻ chút thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn đối với thực dược nội, thực dược ngoại mà chúng ta trồng củ tầm giờ thì đều phát triển chậm hết các bạn nhé. Vì cái thời tiết tháng 5, tháng 6 này nó ác nhiệt hơn, nó không mát mẻ như là cái dịp tháng 3, tháng 4. Trời thì nói chung mà dạo này không có nắng đâu, nhưng mà thời tiết nó rất là nóng các bạn, rất là khó chịu. Nếu mà chúng ta không che đậy mưa nữa thì nó sẽ thối hết các bạn. Rất là nhiều mầm đang mình trồng ở đây cách đây chắc cũng phải đến tuần này, hơn tuần này rồi. Mà bây giờ bắt đầu mới nhú lên như này các bạn. Đấy mà củ của nhà đào lên là trồng luôn đấy nhé. Mất một thời gian nữa thì mới đẹp được. Mùa này phải che chắn cẩn thận các bạn. Mưa gió là nó sẽ thối củ ngay. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.